cây này vẫn đang rất là nhiều hoa vẫn chưa nở hết nhưng mà phải cắt đi các bạn ạ cây nó không được khỏe đấy, vẫn rất là nhiều hoa nhưng mà cây nó hơi bị yếu do là cái lá nó không được xanh cho nên mình sẽ phải cắt đi để dưỡng cây cái giống này là phinh lo nhiều bạn hay gọi là hồng cúc đấy nó rất là giống cái bông hoa cúc màu nó màu đỏ này khi mà nở mới thì nó sẽ màu đỏ khi mà sắp tàn thì sẽ chuyển sang màu trắng này màu trắng này này đấy, bông hoa rất là đẹp à, về mùa đông thì hoa nó sẽ chuyển sang màu đỏ tươi rất là rực rỡ cây của mình nó bị yếu cái bộ rễ nó hơi bị yếu, tán cây nó rất là to nhưng mà thiếu chất cho nên là lá nó không được bóng, không được xanh nên mình sẽ phải cắt đi. Cây rất là đẹp luôn các bạn. Cắt đi để dưỡng hoa. Cắt. Nụ vẫn còn rất là nhiều. chùm hoa rất là đẹp mọi người ạ cái chùm hoa của nó này